trời. Ngon quá trời kem luôn. Ngon quá. Quá. Trời ơi, kiệt này có gì mà quá trời vậy? Kẹo gì vậy? Lon bia hả? Wow, bên trong nó có gì ạ? Bí mật đây. Wow. Ý. Cái gì này kẹo rất là ngon nha, kẹo Humba Humba xinh dài nha. Wow, gì kẹo Humba Humba hình lon nước ngọt hả? Wow, hôm nay kẹo lạ chứ hả? Ủa chứ không phải trong một cuộn này hả bạn Kiệt? Không, kẹo này xịn hơn hả? Đâu, có mấy loại đây? Wow, có lon Pepsi nữa nè, thơm không? Thơm lắm. Thử coi các bạn ơi. Wow, thơm dữ à ta. Ngon không bạn Kiệt? Ngon. Wow, bạn cũng lâu ăn gì ngon dữ hả? Dạ, thơm quá. Ủa gì thơm hả? Ở đâu hả? Thơm dữ vậy. Wow, kiểu chiều vậy. Không sao. No, no. Không sao. Thôi no, no, đổi đi. Sao? Thôi mà. Đổi kem đi mà. Kẹo thơm quá, đổi kem. Sao? Wow, các bạn ơi, bạn Ai Kiệt, bạn bạn Kiệt với bạn Ai Hiếu khủng long giờ đổi kem lấy kẹo nghe. Đâu kem đâu bạn Kiệt. Wow. Wow. Trời kem dưa hấu hả? Ngon dữ hả? Đổi kẹo đi, đổi hết rồi đi. Wow, đẹp quá. Kẹo gì vô hơi đi kem nữa nè. Wow. Wow, ăn thử các bạn Ai Hiếu. Thơm quá. Thơm không? Thơm không? Thơm quá, kẹo thơm quá. Nãy bạn Kiệt ăn ngon lắm á. Kẹo gì bên trong hả? Henneken kẹo nhưng sô cô la. Quá wow, cái này sô cô la hả? Ủa nãy gỡ ra kẹo Humba mà. Wow, cái này ngon hơn Humba đâu, cái này xịn hơn. Wow. Thơm quá. Đâu gỡ cục này ra nữa coi. Cục Pepsi đi coi kẹo gì bên trong hả? Wow. Wow. Kẹo Humba. Ê các bạn ơi, kẹo Humba đó, dài luôn nè. Rồi bạn Kiệt làm sao mà hay chứ hả? Quá, bạn Kiệt còn có kẹo gì hả? Wow, cho tôi ăn dưới đi. Quá, còn có kẹo gì nữa hả? Wow, kẹo gì vậy? Ui, kẹo siêu nhân. Ôi, kẹo siêu nhân mới hả? Quá trời siêu nhân luôn. Wow. Ui, ô, hồ đi. Siêu nhân gao. Wow, quá trời siêu nhân. Quá, kẹo gì vậy bạn Kiệt? Quả bên trong là sô cô la các bạn ơi. Sô cô la luôn. Đây nè. Quá, sô cô la ngon quá. Ngon không? Ngon quá. Ngon quá hả? Kẹo ngôi sao thôi, không ăn kẹo sô cô la đâu, kẹo ngôi sao. Quá, kẹo gì lạ chứ hả? Ngon á. Trời kẹo nguyên cái xẻng luôn các bạn ơi. Đây chế đây nè, không biết đâu. À, cái đó chế vô nó có cái đồ vợt luôn kìa. Nè, bỏ vô cái xẻng nè. Wow, cho coi kẹo siêu nhân đi. Đây các bạn ơi, kẹo 5 anh em siêu nhân nè. Wow, đẹp dữ hả? Có quá trời màu luôn. Trời ơi, ăn vào cái xẻng luôn hả? Wow, cái xẻng dữ nè. Quá trời luôn. Wow, quá trời kẹo luôn các bạn ơi. Trời ơi, kẹo mùi sữa. Ngon chưa? Wow. Quá trời luôn. Thôi, chùm cho lấy về hết nha, đổi nha. Ok. Rồi, vậy đổi trái dưa hấu với kem dưa hấu lấy kẹo về hả? Kem ngon quá. Wow, các bạn ơi, kem dưa hấu này ngon quá, trong trái dưa hấu luôn nè. Wow, ngon dữ hả? Trời, lấy nhiều kẹo dữ hả? Đổi mà. Cho một cục kẹo siêu nhân đi chứ. Trời ơi, kẹo siêu nhân mới ra nè các bạn ơi, ngon lắm, đủ màu luôn nha. Bên trong nó có sô-cô-la đó. Wow, đã quá. Xé ăn cục đi. Này vậy. Về tháo ra bú sữa. Tháo ra giùm đi bạn Hiếu ơi. Đây, cho ăn ké nè. Đây các bạn ơi, kẹo sô cô la này ngon lắm á. Nha nhà bạn Kiệt quá trời kẹo luôn. Ngon quá. Hôm nay nhà mình bán kẹo mà. Đây này các bạn ơi, hôm nay bạn Kiệt với bạn Hiếu giới thiệu các bạn kem dưa hấu và kẹo siêu nhân nha. Đây, kẹo siêu nhân mình có mấy màu vậy bạn Kiệt?
Đây có màu nâu. Và kẹo siêu nhân mình có màu nâu, màu xanh lá cây, màu hồng, màu vàng. Rồi thêm màu đỏ nữa nghe. Quá trời kẹo luôn nè. Này là kẹo mới ra luôn đó. Ngon lắm á. Trời, ăn hoài vậy? Ngon quá. Ngon quá hả? Đây các bạn ơi, như vậy cái clip giới thiệu về kem dưa hấu với kẹo siêu nhân mới ra đến đây là hết. Hẹn các bạn video lần sau nghe. Bye bye.